Thưa quý vị, với tinh thần cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm, chị Y Ngái, một giáo dân ở làng O, xã Gia Xia, huyện Sa Thầy, đã phấn đấu sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sa Thầy, cuộc sống của chị Y Ngái gắn với đồng ruộng, nghề nông. Trước đây, gia đình chị chỉ trồng cây lúa, cây mì, nên dù làm lụng vất vả, nhưng cuộc sống gia đình vẫn không thoát khỏi khó khăn. Không ngừng trăn trở, làm sao để vươn lên, ổn định cuộc sống, vợ chồng chị quyết tâm chuyển đổi trồng xen canh cây ăn quả như sầu riêng, mít, bơ trên diện tích cây mì và trồng thêm 1 hecta cao su. Gia đình chị vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, cây ăn quả đã bắt đầu thu hoạch. Khi mình đến nhà thờ là mình phải học hỏi cha xứ truyền dạy là mình phải cố gắng làm ăn để sau này cuộc sống của mình được ổn định hơn, rồi chăm lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Đối với những người mà theo đạo Thiên Chúa là cũng vận động những ai mà theo đạo cũng với chị là chị cũng có vận động bảo họ cố gắng làm ăn để đạt được những cái công ăn việc làm của mình, rồi sau này mình được có một cuộc sống ổn định hơn. Bên cạnh việc chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, chị Y Ngái còn là hội viên tích cực của Hội Nông dân xã Gia Xia. Để giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững, chị tích cực hướng dẫn, chia sẻ những kinh nghiệm trồng trọt cho hộ nghèo phát triển kinh tế, đồng thời luôn ý thức cao trong thực hiện công tác vận động người có đạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng đời sống tiên tiến. Chị là một người dân theo đạo Thiên Chúa. Mỗi khi đến nhà thờ là cha xứ có truyền dạy là mình, những ai theo đạo Thiên Chúa phải sống đúng, sống đẹp. Là cha có truyền dạy là mình phải sống yêu thương, mình phải sống biết những cái điều hay, điều tốt, sống hòa thuận với mọi người, với bạn bè và anh chị em. Và cha còn truyền dạy nữa là mình phải giúp đỡ người khác, những người gặp khó khăn rồi những người bệnh tật. Đây đến nhà chị Ngái ở đây để vận động anh em bà con ở đây về kinh tế trong cái cây trồng này, trong cái công nghiệp, tại vì vận động anh em phát triển để kinh tế, kinh tế để phát triển. Chỉ đó là đi vận động anh em trên cái hố tôn giáo, anh em cho nó sống là tốt theo của đạo của mình, của cha hướng dẫn. Không sống cái xấu đâu, sống tốt không. Cái đó là trước đây mình, cái đó là phong tục lạc hậu mình nhiều lắm. Ở đây thì theo công giáo mình thì xóa bớt một ít rồi. Đầu ôm nên là làm cái gì cũng, ví dụ là như con, ví dụ là đầu tiên như con gà đó là con heo, sau đó là con trâu bò là to lắm. Sau đó là mình theo công giáo là mình xóa bớt cái đó thôi. Xã Gia Xia là một trong những địa bàn có đông bà con theo các tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, các hệ phái Tin Lành. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống của người dân và tạo điều kiện giúp đỡ các hoạt động tôn giáo. Trong những năm qua thì trên địa bàn xã có rất nhiều công dân là công dân tốt, đồng thời cũng là giáo dân tốt. Ví dụ như bà Y Ngái ở làng O, bà là một trong những cá nhân rất là điển hình. Vừa tham gia phát triển kinh tế giỏi, đồng thời bà cũng tuyên truyền vận động người thân và gia đình thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững và xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu, nhất là trong việc cưới, việc tang ma. Tin rằng tấm gương của chị Y Ngái, một giáo dân, một nông dân tiêu biểu về nghị lực vươn lên trong cuộc sống sẽ lan tỏa để nhiều nông dân tiếp tục lao động hăng say, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.